và Ngọc Tiên xin kính chào quý vị khán thính giả của đài VTV 55.2 và đến với quý vị ngày hôm nay với chương trình trò chuyện về đêm ra mắt CD của hai nam ca sĩ, đó là Đăng Vinh với CD đầu tay của anh, đó là Thôi Không Yêu Nữa, và Thiên Tôn với CD đầu tay luôn, đó là Hương Xưa. Và ngày đêm ra mắt CD sẽ được tổ chức tại vũ trường New Diamond thứ bảy này, ngày 9 tháng 11 lúc 9 giờ 30 tối. Và Ngọc Tiên và Vân Vy hôm nay trên chương trình sẽ cho quý vị thêm những cái chi tiết về đêm ra mắt CD này, và cũng như những chi tiết làm sao mà quý vị có thể lấy những vé để quý vị đến với chương trình của hai nam ca sĩ này ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà vô những cái đề tài đó hay là những cái chi tiết đó, thì thứ nhất Vân Vy xin mời Ngọc Tiên chào hỏi quý vị trước ngày hôm nay. Ngọc Tiên xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của VNTV 55.2. Một lời chào thân thương. Dạ, và quý vị biết không, thường Vân Vy lên đài cũng lâu năm rồi, nhưng mà mỗi lần mà đứng bên cạnh người đẹp, không biết tại sao em cũng bị rung luôn. Vì thường, cũng đẹp vậy. Thường đó, Ngọc Tiên thiệt là người ta phỏng vấn mình hay là mình phỏng vấn những người nam ca sĩ khác hay là vân vân thì mình thoải mái hơn chút xíu. Nhưng mà gặp mấy cô em cũng rung y chang như mấy anh vậy đó. Nhưng mà thật sự trở lại với cái phần trò chuyện ngày hôm nay, thì Ngọc Tiên với Vân Vy, với hai nam ca sĩ này, thì mình quen biết với Đăng Vinh nhiều hơn với Thiên Tôn, thì tất nhiên là mình thôi, mình yêu đãi bạn mình chút xíu đi ha. Giới thiệu đến Đăng Vinh trước với quý vị. Với Ngọc Tiên thì Ngọc Tiên có cảm xúc ra sao với cái đêm ra mắt sắp tới này của Đăng Vinh? Thì khi mà Ngọc Tiên nghe được lời mời để tham dự cái đêm ra mắt của thứ bảy này, để ra mắt cái CD đầu tay của Đăng Vinh, thì khi được biết là Đăng Vinh ra cái đĩa đầu tay này thì cũng cái dự án rất là lâu rồi, thì đây là lần đầu và cũng được biết là thứ bảy này được ra mắt CD, thì Tiên cũng là một người bạn khá thân đối với Vinh trong thời gian qua, thì cũng cảm thấy là rất là vui, bởi vì cái người bạn của mình thì những cái gì mà Hy đã cố gắng trong và sắp xếp trong thời gian rất là lâu rồi để bây giờ được ra một cái đêm quan trọng như ngày hôm nay, thì Ngọc Tiên cũng cảm thấy rất là vui và chờ đợi cái đêm ra mắt thứ bảy này, nghĩa là rất là hồi hộp quý vị. Rất là hồi hộp. Và quý vị cũng biết là cũng như Ngọc Tiên đã thưa với quý vị là đã được quen biết Vinh không phải là chỉ là một người bạn, nhưng mà trong lĩnh vực mà mình đi hát chung với Vinh, thì trước đó quý vị cũng biết là Đăng Vinh bắt đầu sự nghiệp ca hát là ở thành phố Houston của chúng ta, cho nên mong là quý vị sẽ đến với đêm ra mắt CD ủng hộ cho già nhà của mình. Và hơn nữa đó, nếu mà trong cái thời gian này, nếu Ngọc Tiên có thể chia sẻ với quý vị chút xíu, lần đầu tiên hay là những cái lần mà Ngọc Tiên trình diễn chung với lại Đăng Vinh thì có anh sẽ đây ái tình gì hay không trên sân khấu hay không, hay là rung động gì, kể chút xíu cho quý vị nghe ngày hôm nay. Không, thì cái lần đầu tiên á mà Ngọc Tiên được biết Đăng Vinh thì cũng cách đây là 2 năm về trước, là Tiên cũng hoạt động chung với Đăng Vinh thì tại Maxim Club thời hồi đó. Thì lần đầu tiên gặp Vinh á, thì khi mà Tiên nghe Vinh hát thì 2 năm về trước cơ, Tiên cảm thấy có cái cảm xúc và cái nội lực của Vinh hát rất là tốt và cảm xúc cũng rất là cao trào. Nhưng mà cái thời gian đó thì là cái cảm xúc của Vinh nó mặn quá, tại vì tuổi trẻ mà tình yêu hay là tất cả những cái gì về tình cảm thì làm nó rất là mạnh mẽ, mà mặn quá đến nỗi mà sometimes lần đầu tiên Tiên nói Vinh này, cái câu nói này mà Vinh vẫn nói với Tiên rằng là thích bạn từ cái câu nói đó, là bởi vì Tiên nói với Vinh là Vinh ơi, Vinh hát hay, Vinh có phong cách, Vinh có cái cuốn hút để mà Tiên nghe, nhưng mà sao mà Tiên nghe nó cứ với gì á. Nghĩa là với làm sao á, thì Vinh mới nói là ồ cảm ơn bạn, tại vì những cái lời nói như vậy, những cái nhận xét như vậy Vinh rất là vui, bởi vì Vinh là một người biết lắng nghe và biết sửa chữa những cái lỗi lầm để mình biết rằng đam mê của Vinh nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Yeah. Thì quý vị cũng biết là Đăng Vinh đã thi cuộc thi V-Star, và sau phần V-Star thì đã
bỏ hết những cái tâm tư vô với cái CD Thôi Không Yêu Nữa của anh, và cũng như là những cái music video mà ra để cho quý vị biết thêm về cái cá tính và cũng như là dòng nhạc của anh. Thì sau đây Winvy và Ngọc Tiên xin mời quý vị xem một cái video clip của Đăng Vinh với nhạc phẩm mà trong cái CD mà quý vị sẽ được nếu mà quý vị đến với New Diamond Club thứ bảy này. Cho nên bây giờ Winvy và Ngọc Tiên xin mời quý vị xem cái video clip này. Sâu vào trong tiếng lòng, vừa đưa tay tìm nhau nhưng ta chỉ còn khoảng trống với anh và em vậy thôi. Qua bao năm ngày mai vẫn chỉ mình anh sống tôi, có đâu tình yêu bên người. Xin không gian thời gian đêm nay dừng trong phút chốc để anh và em. Này em yêu ơi, vì cách xa mà giấc mơ đến đây phai nhòa. Tìm trong cô đơn một tiếng yêu tan vỡ. Và em hỡi, giữa những giấc chiêm bao, con tim anh thẹn gào, xin tình em quay về một lần cuối. Cho anh thôi nhớ người, để mãi mãi bên nhau, để mãi mãi xa nhau. Bước em đi đó, dẫn lối đến tương lai, nơi đôi ta chia lìa, nơi mình quên câu thề thôi không yêu nữa. Cho anh yên cõi lòng, hãy xóa hết đam mê, hãy xóa hết cơn đau của đen. Nhìn em mang theo từng giọt nước mắt thấm sâu vào trong tiếng lòng, vươn đôi tay tìm nhau nhưng ta chỉ còn khoảng trống với anh và em vậy thôi. Qua bao năm ngày mai vẫn chỉ mình anh sống tôi, có đâu tình yêu bên người. Xin không gian thời gian đêm nay dừng trong phút trống để anh và em còn nhau. Này em yêu ơi, vì cách xa mà giấc mơ đến đây phai nhòa. Tìm trong cô đơn một tiếng yêu tan vỡ. Giấc chiêm bao, con tim anh thẹn gào, xin tình em quay về một lần cuối. Cho anh thôi nhớ người, để mãi mãi bên nhau, để mãi mãi xa nhau. Bước em đi đó, dẫn lối đến tương lai, nơi đôi ta chia lìa, nơi mình quên câu thề thôi không yêu nữa. Cho anh yên cõi lòng, hãy xóa hết đam mê, hãy xóa hết cơn đau của anh. Và em hỡi, dưới giấc chiêm bao, con tim anh thèm cao, xin tình em quay về một lần cuối. Cho anh thôi nhớ người, để mãi mãi bên nhau, để mãi mãi xa nhau. Bước em đi đó, dẫn lối đến tương lai, nơi ta chia lìa, nơi mình quên câu thề.
Và đó là cái video clip mà quý vị được coi với Đăng Vinh. Và quý vị cũng đã thấy giọng hát của anh, cái cách trình diễn của anh. Nhưng mà Uyên Vy chắc chắn nếu mà quý vị đến với New Diamond thứ bảy này, ngày 9 tháng 11, thì quý vị sẽ thấy sự đam mê và cũng như là Ngọc Tiên mới nói đó, là có một cái sức mạnh, có một sức thu hút đến với khán giả. Cho nên mong là quý vị sẽ đến ủng hộ cho Đăng Vinh, đúng không Ngọc Tiên? Dạ. Yeah. Và kế đến thì tất nhiên quý vị cũng biết là trong đêm ra mắt Đăng Vinh và Thiên Tôn, mà không nói đến Thiên Tôn thì mình bị qua là gọi là không có good cho mấy. Quý vị cũng biết là ủng hộ gà nhà. Đúng hơn. Rồi. Nhưng mà quý vị biết không, với cái show này thì Uyên Vy mong là trong thứ bảy này sẽ biết thêm về Thiên Tôn. Nhưng mà theo dõi cuộc thi của V-Star cũng như là chương trình của Thúy Nga, thì theo Uyên Vy không có được coi lúc đầu Thiên Tôn thi ra sao, nhưng mà có biết là anh được cái giải gọi là People Choice, nghĩa là khán giả bầu chọn trong 2012. Thì nếu mà nói như vậy nghĩa là quý vị thích anh lắm. Dạ, nếu mà nói thế thì rất là thích. Mà thì Ngọc Tiên cũng không có được gặp Thiên Tôn ở ngoài bao giờ. Thì Ngọc Tiên cũng đã từng nghe qua V-Star cuộc thi, rồi sau đó được nghe trong Thúy Nga Paris by Night của 106 và 107. Thì cái giọng hát của Thiên Tôn rất là trầm, rất là ấm và rất là sâu lắng. Thì được theo phỏng vấn nữa thì Thiên Tôn là ca trưởng trong ca đoàn, thì có thể một cái phần mà sâu lắng đó là cũng nhờ được là từ thôi thì Chúa trời ban cho. Đúng. Cho nên cái sâu lắng nó nằm trong cái tâm hồn sẵn rồi. Đúng. Cho nên mọi người yêu quý Thiên Tôn thì cái đó là chắc chắn thôi. Dạ. Yeah. Mà quý vị cũng biết là giống như là Ngọc Tiên có thưa với quý vị, Uyên Vy thì chỉ vừa nghe tiếng hát của anh thôi thì lại nhớ lại những người trẻ mà cọ lại đi về một cái hướng nhạc, một cái đường nhạc như vậy. Tại vì đúng, tại vì khi mà mình nhìn một người nào trẻ mình nghĩ đến ồ phải là nhạc trẻ nhảy vân vân. Nhưng mà vì cái đêm ra mắt CD này có hai người với hai cái dòng nhạc khác nhau và sẽ đưa cho hai thế hệ cùng chung với nhau đêm hôm đó, thì Uyên Vy mong là quý vị có thể ủng hộ trẻ già vân vân, hai thế hệ nên đến với chương trình của Diamond CD của hai bạn này hôm nay. Yeah. Yeah. Và hơn nữa đó quý vị, nếu mà nói thêm thì cái đặc biệt của cái chương trình nữa là sự ủng hộ của người bạn và cũng như là cùng một thí sinh thi trong V-Star, đó là Bon Nguyễn. Theo Uyên Vy biết, Đăng Vinh và Thiên Tôn đã được người bạn này ủng hộ cái CD này rất là nhiệt tình và sẽ đến với một cái special guest gọi là đến và hát cho quý vị nghe nữa. Cho nên một quý vị không chỉ được hai dòng nhạc nữa mà thêm một dòng nhạc nữa. Yes. Và cũng Uyên Vy cũng biết là Ngọc Tiên cũng sẽ ở đó, và một người mà điều khiển chương trình ngày hôm đó là anh Giang Nguyên. Quý vị cũng khi mà nghe đến tên tụi anh thì quý vị cũng biết ở Houston này. Và những cái chi tiết mà quý vị có thể lấy được vé thì quý vị có thể đi đến
nhạc của Phương My, nhạc Phương My, và cũng như là ở trong khu Hồng Kông 4, số điện thoại của Phương My mà quý vị có thể lấy những vé này, đó là 281-530-9155, 281-530-9155, hoặc Nini để lấy vé, đó là 832-755-5959. 832-755-5959. Và trong chương trình đó, Ngọc Tiên biết không, khi mà nói chuyện với lại Đăng Vinh với Thiên Tôn thì cũng khó lắm, tại vì hai người bạn trẻ này muốn đưa cái gì đó tặng cho quý vị, tại vì biết là quý vị sẽ đến rồi ủng hộ CD rồi trò chuyện với các bạn để hiểu biết thêm, nhưng tặng mà cái gì? Tặng ticket. Wow. Nhưng mà quý vị cũng biết, nếu mà tặng cho mọi người thì cũng khổ cho chị hai nhiều anh quá. Yes. Cho nên tặng với... bao nhiêu cho đủ. Đúng, đúng vậy. Cho nên với chương trình ở trên Đài VNTV, thứ nhất để Wendy cũng lấy cái thời gian này để cảm ơn Đài VNTV của Bích Ngọc đã cho chúng ta có một cái chương trình để nói về cái tem ra mắt CD. Và nếu mà có ai theo dõi chương trình của Đài VNTV và gọi cho Nini thì năm người khán giả đầu tiên mà gọi đến sẽ được hai vé để đi coi show của Đăng Vinh và có được cao tiên không, giờ tiên gọi tiên lấy được không? nếu mà Ngọc Tiên có thể biết được khán giả đó thì sure. Nhưng mà quý vị cũng biết là không phải là chỉ có MV, biết là Đăng Vinh với lại Thiên Tôn rất là hồi hộp với cái show này, mà MV nghĩ là hai bạn cũng gọi tới gọi lui mấy tháng nay rồi quý vị. Và cũng như là rất là bỏ những cái tâm tư để đến với quý vị đêm hôm đó. Và không phải chỉ có hai anh đó thôi, nhưng mà những ca sĩ của góp mặt trong chương trình cũng rất là vui mừng và cũng như là hồi hộp để gặp quý vị. Cho nên mong là quý vị ủng hộ. Thì nguyên cả chương trình nãy giờ thì cũng đã nói hết về biết về Đăng Vinh and Thiên Tôn, rồi sẽ có sự góp mặt của Bon Nguyễn, Ngọc Tiên, mà nãy giờ thì hình như là Ngọc Tiên chưa có nghe thấy là cũng có sự góp mặt của Uyên Vi nữa mà Uyên Vi không có giới thiệu ra. À thôi thì Ngọc Tiên cũng giới thiệu là đêm hôm đó cũng sẽ có sự góp mặt của Uyên Vi. Uyên Vi cũng là một người bạn cũng rất là khá thân hơn đối với Tiên, đối với Đăng Vinh. Thì tất nhiên là Ngọc Tiên cũng không còn nhiều thời gian để mà hỏi về tình cảm đằng sau cái đó của Vi hoặc Vinh sao nữa. Nhưng mà thôi thì cảm ơn quý vị và chúc mong quý vị hãy đến để ủng hộ cho đêm ra mắt đầu tiên của Đăng Vinh và Thiên Tôn. Để ra mắt CD đầu tiên của Đăng Vinh và Thiên Tôn trong đêm thứ bảy tuần này. Dạ, và quý vị cũng biết là có rất là nhiều bạn bè thân hữu đã gọi đến để đặt vé và cũng như là đặt bàn. Thì nếu mà quý vị ai mà ủng hộ có thể gọi trước, giống như là Uyên Vi nói cho Nini, số là 832-755-5959, 832-755-5959, hoặc đến Phương My để mình mua vé và lấy vé. Đó là số điện thoại 281-530-9155. 281-530-9155. Và một lần nữa, Uyên Vi và Ngọc Tiên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mong sẽ được gặp quý vị trong đêm thứ 7 tại New Diamond.